Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Để chia sẻ nỗi đau buồn, mất mát của các gia đình và thành phố, mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí. Thời gian tạm dừng từ ngày 14 tháng 9 đến hết ngày 17 tháng 9. Cùng với đó, thì vào 8 giờ sáng ngày 18 tháng 9 sẽ dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy này. Có thể thấy vụ cháy chung cư mini tại Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã vượt qua sức tưởng tượng, gây đau thương mất mát quá lớn đối với nhiều người. Trong phần tổng hợp ngày hôm nay, chúng tôi sẽ điểm qua những sự kiện chính trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này, thậm chí phải được gọi bằng từ là thảm họa. 23 giờ 20 ngày 12 tháng 9, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại chung cư mini có địa chỉ số 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã điều động 15 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và hơn 100 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Theo thông tin ban đầu xác định, lửa xuất phát từ khu để xe tầng 1, sau đó lan lên 10 tầng chung cư mini. Lửa bốc cháy rất nhanh và mạnh, tràn ra ngoài ô thoáng và lan sang nhà kế bên. Thấy khói lửa, mọi người hò nhau chạy lên tầng thượng, một số nhảy xuống mái tôn nhà kế bên. Theo lời nhân chứng kể lại, có người đã phải nhảy từ trên cao xuống mái tôn. Có những nạn nhân may mắn chạy thoát nhưng bị thương nặng, thậm chí gãy tay, gãy chân, trong đó có cả trẻ em. 100 cảnh sát phòng cháy chữa cháy tức tốc thực hiện công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, nhưng do nằm sâu trong ngõ nên xe cứu hỏa phải đỗ ngoài phố Khương Hạ và dẫn vòi rồng vào trong. Cảnh sát phải dùng thang dây tiếp cận qua các ô thoáng để vào các phòng soi đèn tìm kiếm nạn nhân. Ngôi nhà cháy này rộng khoảng 200m², cao 9 tầng với một tầng tum, được xây kiểu ống với một mặt tiền cũng là lối thoát hiểm duy nhất. Ba mặt giáp với nhà dân, chia làm 45 phòng trọ và hầu hết kín phòng, với khoảng 150 người dân sinh sống, chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên. Trong đó, một tầng hầm là nơi để xe, 8 tầng bố trí các căn hộ và một tầng tum. Mỗi tầng được thiết kế có 5 căn hộ, diện tích mỗi căn từ 35 đến 56m². Đến 12 giờ 5 phút, hỏa hoạn cơ bản được khống chế, vụ cháy không lan sang các nhà dân xung quanh. Đến 4 giờ 42 phút ngày 13 tháng 9, lực lượng y tế và phòng cháy chữa cháy bắt đầu đưa các nạn nhân xấu số ra bên ngoài. Khoảng gần 7 giờ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn. Tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các lực lượng chức năng thành phố, cấp ủy, chính quyền quận Thanh Xuân, phường Khương Đình tập trung cứu chữa người bị thương và khắc phục hậu quả, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời, tốt nhất cho các hộ dân gặp nạn. Công an thành phố bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hơn 7 giờ cùng ngày, quá trình tìm kiếm cứu hộ cứu nạn chính thức kết thúc. Đến 9 giờ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long chủ trì cuộc họp đánh giá bước đầu và đề ra các biện pháp xử lý hậu quả của vụ hỏa hoạn. Sau đó, gần 13 giờ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thị sát hiện trường. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng thắp hương chia buồn với thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ cháy chung cư mini. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hỗ trợ về tinh thần và vật chất với những gia đình có người bị nạn và ảnh hưởng bởi vụ cháy, có biện pháp ổn định cuộc sống, tâm lý cho thân nhân gia đình có người bị nạn. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ cũng cảm ơn sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, của lực lượng tình nguyện đã thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn. Thủ tướng cũng yêu cầu rút ra bài học kinh nghiệm, các khuyến cáo về phòng cháy chữa cháy. Đến 19 giờ cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội chính thức thông tin về thiệt hại trong vụ cháy. Cùng thời điểm đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với đối tượng là chủ chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy. Chủ chung cư nơi xảy ra vụ cháy là Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Bị khởi tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình Sự. Các quyết định và lệnh bắt bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Theo cơ quan chức năng công bố, có 56 người đã tử vong và 37 người bị thương, trong đó xác định được danh tính của 39 trên 56 người tử vong. Có 29 nạn nhân là học sinh, có 10 em tử vong, 5 em là học sinh trung học cơ sở, 4 tiểu học và 1 mầm non.
Hiện những người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện trên địa bàn thành phố như Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Quân y 103. Các y bác sĩ vẫn đang nỗ lực chăm sóc, điều trị cho các nạn nhân. Xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc hỗ trợ những nạn nhân và những trường hợp bị ảnh hưởng do đám cháy. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Sở Y tế, các cơ sở y tế tập trung cố gắng cứu chữa tối đa người bị nạn, kinh phí chữa trị do thành phố đảm bảo. Đối với việc hỗ trợ người bị nạn, nguồn hỗ trợ lấy từ nguồn ngân sách xã hội hóa và nguồn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Bước đầu đối với các trường hợp tử vong, thành phố Hà Nội hỗ trợ 37 triệu đồng trên một người thiệt mạng, 12,4 triệu đồng trên một người bị thương. Riêng đối với trẻ em, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em thành phố Hà Nội hỗ trợ thêm 5 triệu đồng trên một trẻ bị thiệt mạng và 10 triệu đồng trên một trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện, hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa khác của thành phố, quận, phường và tổ chức đoàn thể xã hội. Đối với sinh viên, công nhân, người lao động thuê hoặc ở ghép tại căn hộ, hỗ trợ mỗi cá nhân 1,5 triệu trên một người trên một tháng trong 6 tháng, hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương vong trong vụ hỏa hoạn phải điều trị tại bệnh viện. Hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ hỏa hoạn, mức 5 triệu đồng trên một trẻ, giao chính quyền địa phương có biện pháp hỗ trợ ổn định chỗ ở, các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, đảm bảo cuộc sống cho người dân để cuộc sống sớm trở lại bình thường. Ngoài lực lượng phòng cháy chữa cháy, có rất nhiều cá nhân, tổ chức cũng đã dũng cảm, không quản ngại nguy hiểm, hỗ trợ cũng như trực tiếp xông vào đám cháy cứu người bị nạn, như anh Nguyễn Đăng Văn, trú tại Bắc Ninh, làm nghề chuyển hàng shipper. Đêm ngày 12 tháng 9, anh đã cùng lực lượng chức năng cứu được 9 người trong đám cháy. Anh Văn kể lại, khi vào được tòa nhà, anh dùng chiếc búa nhặt được từ trước, đập vỡ cánh cửa và cứu được người thân, sau đó cứu thêm một số người khác cùng tầng. Ông Quý mình cũng nhìn vô tình nhìn được cái búa thôi. Mình nghĩ là cái búa để ví dụ cái nhà dân nào hay cái chung cư nào, hộ căn hộ nào ấy, người ta khóa cửa ấy, mình có thể, nếu mình không mở được mình có thể đập, thế mình nhét lại đằng sau lưng. Mới đầu mình cũng nghĩ nguy hiểm chứ, nhưng vì mục đích của mình đến đấy là cứu người, không nghĩ là ví dụ mình bình thường ví dụ không có con cháu ở đấy, nhưng mình ở đấy mình cũng sẵn sàng vào. Và đây là huống chi là đây là có gia đình mình ở đấy trong em đấy. Mình cứu một mình thì 7 người. Vâng ạ. 7 người là mình mang mọi người xuống hết. Ngoài anh Văn, 50 tình nguyện viên của đội cứu hộ FAS Angel, đội cứu hộ không đồng cũng đã xuyên đêm để cứu người. Anh Phạm Quốc Việt, đội trưởng đội cứu hộ FAS Angel, nhận được tin báo hỗ trợ người bị nạn từ đám cháy tại ngõ 29 phố Khương Hạ. Ngay lập tức, anh Việt đã điều chiếc xe cứu thương số 02 đến hiện trường để hỗ trợ những người bị nạn. Sau ít phút, anh Việt đánh giá vụ cháy chung cư mini sẽ để lại hậu quả nặng nề, nên đã bàn giao chiếc xe cứu thương cho một tình nguyện viên trong đội để huy động thêm chiếc xe cứu thương số 03 ở Cầu Diễn, phường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tới hiện trường. Sau khi mà tôi nhận được thông tin báo cháy từ một cuộc gọi của anh em cứu hỏa thân thiết, thì vào lúc 11:45 thì tôi đã điều một chiếc xe sơ cứu của tôi đến hiện trường và nhận được tin báo về là còn rất nhiều người đang mắc kẹt. Tôi đang trực trên Trấn Vĩ, tôi đánh xe 03 của tôi về hiện trường. Thực sự là tôi cảm thấy rất sốc khi rất nhiều nạn nhân đã cố chạy thoát thân lên tầng thượng để thoát thân, thế nhưng mà do vướng phải các vật dụng và có vướng phải những người đã bị ngạt khói từ trước, cho nên họ đã gục ngã ở đó, và có rất là nhiều người chồng đống lên nhau để tử nạn cùng một chỗ. Cái đau xót nhất của tôi đó là tôi lật từng người một, tôi gỡ từng người họ đang ôm nhau, tách họ ra và chuyển từng người một từ trên các tầng xuống. Tôi nhận thấy sự đau đớn của họ. Cái ám ảnh của vụ cháy này là cái hình ảnh này sẽ khắc sâu vào tâm trí của tôi mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Quá là khủng khiếp. Ngoài anh Văn và những tình nguyện viên của đội cứu hộ FAS Angel, hàng chục người dân tại phố Khương Hạ cũng thức trắng xuyên đêm tiếp nước, bánh mì, hoa quả cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
Gia đình ông Ngô Phó Điền và bà Đặng Thị Yên đã làm bảo vệ ở chung cư mini này 8 năm. Trong đêm vụ cháy xảy ra, ông Điền và bà Yên là người phát hiện ra đám cháy đầu tiên. Bác ở dưới phòng bảo vệ, bác Giai làm bảo vệ, nhưng mà bác Giai yếu thì bác phải xuống hỗ trợ, hai người cùng làm bảo vệ. Mình bắt đầu làm bảo vệ ở tòa nhà đấy từ khi nào hả bác? Từ 8 năm rồi, bắt đầu tòa nhà đấy xây dựng thì dân cư người ta bầu mình lên làm bảo vệ, chứ không có hợp đồng ký tá gì, mà chỉ là dân tín nhiệm bầu lên, thế thôi. Khi bác xuống để hỗ trợ bác trai, lúc ấy là 11 giờ kém, thì bác vào nhà bác ngồi thì bác thấy mùi khét, bác bảo anh ơi có mùi khét. Thế bác trai bảo là chạy ra kia xem, thì chạy ra thì thấy một đám lửa nhỏ này thế này, ở cái công tơ điện. Công tơ điện, nhưng mà công tơ của các bác là 45 cái công tơ xếp liền nhau, chồng chất lên nhau, 45 cái công tơ. Và ở dưới cái công tơ đấy có một 3 hàng xe máy sát luôn này, hàng xe máy sát luôn này, thì nó chỉ cháy bằng nắm tay thôi. Thì bác bảo là cháy rồi anh ơi, thì bác Giai chạy ra kêu cháy, thì là người thì bác chạy lên tầng, bác bảo cháy rồi, thì trên các tầng họ chạy xuống họ cứu, thì là tất cả cũng cầm tầm khoảng, bác giật cả bình tầm khoảng 4-5 cái bình cứu hỏa xịt vào đấy. Thì là bác không nghĩ đến cứu con, bác chỉ nghĩ đến cứu hỏa thôi, đâm ra con bác mới chết. Thì bác cứu tòa nhà thì cứ hai vợ chồng, vợ thì giật bình, chồng thì treo lên xe máy xịt để cho nó tắt. Còn một số thanh niên nữa chạy xuống cũng cầm bình xịt, nhưng mà cái tàn của nó chạy xuống dưới cái gầm xe máy mình không biết. Vậy là nó nổ xăng, nó nổ cái bình xe máy, bắt đầu nó cháy lan ra 90 cái xe. Thì là không cứu được nữa. Thì một số nhà dân ở tầng thấp thì người ta chạy thoát, còn từ tầng 4 giờ lên thì một số thoát, còn một số thì không thoát. Còn tầng 5 thì thoát được 2 người, còn tầng các tầng thì tầng 8 thoát được cả một gia đình, vì là lửa nó chưa cháy lên đến nơi, nhưng mà khói thì người ta chặn được bằng các khăn ướt. Ông Điền và bà Yên vẫn chưa hết ám ảnh và đau xót khi vụ cháy đã cướp đi quá nhiều người. Đau xót hơn cả, trong 5-6 nạn nhân có 4 người là người thân trong gia đình ông bà. Con bác, hai đứa con ở tầng 5, hai đứa cháu ở tầng 5 chết hết. Nhà chùa mà không được khóc. Nhà chùa mà không được khóc, cũng không siêu thoát được. Mà trong khi hai vợ chồng cứ cắm đầu vào chiêu cung cư, chả cứu con mình gì cả. Bây giờ vẫn nghĩ ăn hận hết cuộc đời. Ăn hận hết cuộc đời. Không nghĩ là chung cư nó cháy, nó chỉ bé tí thế này thôi này, nó có cháy to đâu. Chị nghĩ là cứu xong là thôi rồi, mới không gọi cho con. Lúc đấy thì mình đều lo nghĩ là phải dập tắt đám cháy. Đúng, chị tập trung. Không nghĩ đến con là cũng đang gặp nguy hiểm. Không nghĩ đến cái gì ngoài dập cháy thôi, hai vợ chồng cứ lao vào như hai con thiêu thần đi. Dập đám cháy cùng với mọi người, không nghĩ gì được ngoài cứu chữa cả. Thế đâm ra con tôi mới chết rồi. Tôi sẽ ăn hận hết cuộc đời đấy. Thưa quý vị, bàng hoàng, đau xót, tiếc thương là những cảm xúc hiện diện khi chứng kiến những hình ảnh, video ám ảnh từ hiện trường vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Cũng từ vụ cháy này thì chúng ta cần phải nhìn nhận một cách thấu đáo hơn về loại hình chung cư mini và những bài học về phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn tính mạng, tránh những sự việc đau lòng xảy ra.